Xin chào Homie, Homie đang đứng làm gì đó Homie ơi? Bé ơi, bé ơi. Dạ, chào các bạn. Xin chào Homie. Ờ, hôm nay Homie làm gì? Homie đứng ở trên cái bảng làm gì vậy ta? Dạ. Tính học bài hả? Đâu phải. Từ giờ á con muốn là con viết bài mà giờ con biết phải làm sao nữa mà viết bài. À, con muốn tập viết chữ đúng không? Năm nay con bao nhiêu tuổi mà viết chữ đây? 5 tuổi rồi, đúng rồi, 5 tuổi là bắt buộc phải tập viết rồi nha. Rồi bây giờ ba sẽ ghi cho Homie rồi Homie bắt chước viết theo nha. Để cho các bạn tập viết theo cho Homie nha. Đó nha. Rồi bây giờ ba sẽ ghi lên bảng rồi Homie bắt chước ba ghi theo nha. Để tập viết chữ nha. Đầu tiên cái bảng chữ cái á. Cái bảng chữ cái mà cái chữ đầu tiên là chữ gì con? A. A đúng không? Chị A. Con biết viết không? Rồi bây giờ ba sẽ viết cho con coi thử nha, con tập nha. Rồi bây giờ ba sẽ ghi trước cho Homie một chữ A trước nha. Ha, rồi Homie bắt trước sẽ ghi theo nha. Để cho các bạn tập ghi theo nha. Ghi thật giỏi nha. Rồi. Đúng rồi, đó các bạn thấy chưa? Đẹp không? Đó, đây là chữ gì vậy Homie? Chữ A. Đúng rồi, đây, còn đây là chữ gì? Từ từ tiếp theo. Chữ A rồi đến chữ gì? Đúng rồi. Nhưng mà mình phải đó. Chữ cười lên giống như là cái chữ. Đó, a á rồi đến chữ gì không ơi? Ở. Ở nha các bạn nha. Đây các bạn. Đây là mình cắt cái phần này. Đó, rồi. Đó, bây giờ Homie đọc cho các bạn nghe chữ này coi, đọc lớn lên. A. 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 Đúng rồi, rồi bây giờ Homie sẽ ghi dưới đây nha, bắt đầu từ đây nha. Đó, chấm 3 điểm cho Homie nha. Rồi, bây giờ Homie ghi đi. Đó, các bạn quan sát Homie ghi nha, để các bạn bắt chước nha. Lớn rồi là phải tập ghi. Thứ nhất là chữ đẹp, thứ hai là ghi để biết chữ đúng không? Rồi, Homie bắt đầu ghi chữ A cho các bạn coi đi. Ghi sai thì ba chỉ cho. Không, con ghi chữ A chứ không ghi chữ bờ tiếp theo đâu. Ghi chữ A luôn, y hệt ba tập ghi cho các bạn coi mà. Đó, các bạn quan sát không ơi ghê nha, mẫu trước theo. Ôi trời ơi, sao mà nhỏ xíu vậy trời. Rồi, các bạn ơi, không ơi ghi chữ A gì mà có chút xíu thôi. Thôi, bôi đi. Thôi đi. Đây, đầu tiên nè, là này nè, dấu chấm ở trên nè, trên đỉnh nè, thấy chưa? Cao ở trên đây là thấy chưa? Ghi ở đây và xuống ở đây, thấy chưa? Đó, ghi nguyên cái hình tròn bự nha. Không ai nhìn quan sát ba ghi nha. Đó, thấy chưa? Thấy không? Thấy chưa? Đó, chứ không phải ghi mà nhỏ xíu lên núi nọ nha. Rồi, không ai ghi lại cho các bạn coi. Đây, bôi đi, bôi đi, bôi đi, bôi đi, bôi đi, bôi nha. Rồi. Đó, các bạn, không phải, phải nghe cái đường gạch nè, con không thấy đường gạch hả? Đường gạch màu đen nè. Đó, rồi bắt đầu từ đó xuống cái đường gạch ở dưới. Rồi, các bạn coi Homie ghi nha. Thẳng xuống dưới luôn, đúng rồi, bự như vậy đó. Rồi, cong lên. Đẹp lắm. Rồi, quá đẹp luôn các bạn ơi. Trời, nhưng mà hơi dư xíu nè, bôi phần ở đây. Nè, bôi phần này đi. Đó. Rồi, bây giờ chữ gì không ơi? Chữ A. Rồi, qua đây chữ gì? A. Rồi, không ơi ghi đây đi. Không, phải cái gạch này nè, đó. Ngay cái này nè. Không ơi tập ghi từ đây nè. Lên đây cho nó tròn. Đó, từ từ lại. Bôi. Rồi. No. Nhỏ quá. Trên đây, xuống dưới đây, đúng không? Trên đây, xuống dưới đây. Rồi. Đúng rồi, xuống dưới đó nguyên một cái ô nè, nguyên một cái ô vuông, không phải ghi chữ A trong cái ô vuông á. Rồi, ghi đi. Thấy bà ghi cái ô vuông bự không? Sao cao vậy? Rồi các bạn ơi, nãy giờ Homie ghi sai rồi, giờ ba phải chấm cho Homie đây nè, các bạn thấy chưa? Rồi, bây giờ Homie ghi lại cho các bạn coi. Đó, bắt đầu từ đó. Lên, đúng rồi, rất là đẹp nha các bạn. Wow.
Đó. Wow, đẹp dữ ta. Xuống luôn, xuống thẳng luôn. Đó, xuống thẳng luôn. Rồi, chữ đó chữ gì không ơi? Đúng rồi, giờ thêm dấu á lên. Đó, các bạn thấy chưa? Rồi, chữ đó chữ gì? Nguyên cái chữ này chữ gì? Không phải đọc. Á. Rồi, bây giờ qua tới chữ ớ đi không mày ơi. Chữ ớ biết ghi không? Rồi, đi chữ A tiếp. Quên rồi đó. Ở dưới. Chấm dưới đây nè. Rồi, bắt đầu từ dưới đó lên. Rồi. Lên. Cao lên, tròn. Hay lắm, cố lên. Rồi, ghi đúng rồi. Nhưng mà sao nó kỳ vậy? Trời ơi. Các bạn. Đây là tự nhiên lên trên đây. Rồi các bạn ơi, nãy giờ không ai ghi sai hoài, ghi lên núi hoài giờ. Không ai ghi lại cho các bạn coi đây. Đây. Rồi chấm cho không ai, không biết không ai có ghi được hay không thôi. Chấm chỉ có 3 chấm thôi đó. Được không? Wow, đẹp dữ ta, chỗ này đẹp dữ ta. Đẹp á. Wow, đẹp quá không ai ơi. Wow. Chữ gì không ai? Chữ ớ. Rồi không ai đọc lại cho ba nghe chứ các bạn nghe đọc cho a a a ớ ớ chữ gì a a a a rồi xong nha các bạn nha. Rồi bây giờ homie đã học xong rồi, ngày mai homie sẽ viết tiếp chữ khác cho các bạn coi nha. Các bạn hãy nhớ bắt chước homie làm sao. Phải viết bài giỏi nha, đúng không? Để cho chữ, thứ nhất là chữ mình đẹp, đúng không? Thứ hai là cho mình biết chữ, mình nhớ cái mặt chữ, đúng không homie? Rồi bye bye các bạn đi. Bye bye các bạn. Nhớ like, trời. Nhớ like, subscribe cái video của mình nha. Bye bye.